Thưa quý vị, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam là một tổ chức nhân đạo lớn nhất cả nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập vào năm 1946 và là chủ tịch danh dự đầu tiên. 77 năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã và đang phát triển lớn mạnh, đóng vai trò nòng cốt, cầu nối trong công tác nhân đạo. Riêng tại Đồng Nai, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã và đang có nhiều hoạt động phát huy vai trò trong cứu trợ nhân đạo, phòng chống thiên tai và thảm họa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 2023, hãy cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh trong thời gian qua. Dù trong đại dịch Covid-19 hay trong thiên tai bão lũ, từ vùng sâu, vùng xa đến len lỏi trong các con hẻm nơi phố thị, ở đâu có mảnh đời cần giúp đỡ là ở đó có cán bộ, hội viên, chữ thập đỏ đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn. Thông qua các phong trào, những chương trình làm nên dấu ấn riêng của Hội Chữ Thập Đỏ như Tháng Nhân Đạo, phong trào hiến máu tình nguyện, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, mỗi cá nhân một địa chỉ nhân đạo, dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật, v.v. Qua đó, mỗi năm có hàng trăm ngàn lượt người yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội, được trợ giúp kịp thời. Em rất là vui khi được các cô chú cho quà và cũng giúp đỡ em được trong quá trình học tập và đỡ được phần nào khó khăn trong gia đình. Cảm ơn các cô chú rất nhiều đã giúp đỡ và để tặng những phần quà cho bọn con ạ. Hôm nay tôi rất là xúc động bởi vì được chữ thập đỏ quan tâm tới hoàn cảnh khó khăn nên là em rất vui. Tuy là phần quà này nó nhỏ nhưng mà nó sẽ giúp đỡ em vượt qua cái khó khăn này. Thì em cảm ơn rất nhiều. Từ những hoạt động thiết thực ý nghĩa ấy mà ngày càng nhiều các tổ chức cá nhân chung tay đồng hành với hội trong các hoạt động vì cộng đồng. Theo Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai, riêng trong 11 tháng năm 2023, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp đã vận động 1.200 tập thể cá nhân giúp đỡ cho trên 1.400 địa chỉ đặc biệt khó khăn, xây dựng 63 căn nhà tình thương, cho học bổng cho tặng quà, học bổng cho 12.500 em học sinh nghèo vượt khó, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 57.600 lượt người, phối hợp tổ chức vận động trên 37.700 đơn vị máu hiến. Tổng trị giá các hoạt động trợ giúp nhân đạo, phòng ngừa, ứng phó, thảm họa, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong năm 2023 đạt trên 212 tỷ 300 triệu đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ngoài cái việc mà đổi mới bị sự phát triển bằng những cái phương thức hoạt động, những cái sáng kiến mới, thì chúng tôi cũng sẽ có cái phân kỳ những cái giai đoạn để thực hiện. Từ cái kết quả hoạt động năm nay thì chúng tôi sẽ giao chỉ tiêu cho Hội Chữ Thập Đỏ các cấp huyện trong tỉnh là sẽ phấn đấu thực hiện đạt và vượt so với cái kết quả thực hiện được của năm trước. Nhưng mà phải đi vào thực chất chứ không phải là một con số ảo, không phải là một con số mà 2-3 tổ chức báo cáo. Thứ nữa là sẽ có những cái cách làm gắn với các cái cơ quan địa phương chứ không làm là độc lập, để cùng nhau thực hiện những cái hoạt động ra quân dân vận để góp phần xây dựng nông thôn mới, cùng tham gia hoạt động giúp dân. Có thể thấy những hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ các cấp đã góp phần không nhỏ cùng tỉnh Đồng Nai thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong quần chúng nhân dân.